Nâng lý thẩm như nâng tạ, Hoàng Cảnh Du lập tức nọt hot shot Weibo. Cùng với bộ phim Quân Trăng Thân Yêu, Hoàng Cảnh Du và Lý Thẩm trở thành couple thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhiều nhất hiện nay. Mới đây, sau khi video hậu trường của bộ phim Quân Trăng Thân Yêu được tiết lộ, cư dân mạng lập tức nhốn nháo trước tương tác siêu đáng yêu giữa Hoàng Cảnh Du và Lý Thẩm. Thậm chí cả hai ngay sau đó đã liền lọt hot search Weibo. Cụ thể, tại hậu trường Quân Trăng Thân Yêu, Hoàng Cảnh Du đã nhiều lần nhấc bổng Lý Thẩm chỉ bằng một tay. Hành động diễn ra vô cùng dứt khoát và nhẹ nhàng. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi phì cười khi liên tưởng đến hình ảnh Lý Thẩm trở thành quả tạ di động của Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du và Lý Thẩm được biết đến là hai diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Sự chênh lệch về chiều cao vóc dáng khiến cho cả hai trở nên vô cùng đáng yêu khi đứng cạnh nhau. Đặc biệt, đứng trước cơ thể vạm vỡ rắn chắc, sức khỏe dẻo dai của bạn diễn, Lý Thẩm bỗng dưng trở nên nhỏ bé tới lạ thường. Quân Trăng Thân Yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết Sự Mềm Mại Dưới Quân Trăng của tác giả Triết Chỉ Mã Nghị. Phim kể về mối tình của bộ đội đặc chủng Lương Mục Trạch Hoàng Cảnh Du và quân y Hạ Sơ Mục Lý Thẩm. Cả hai đã phải trải qua sự xa cách bởi tính chất công việc của Lương Mục Trạch, nỗi nhớ nhung dai dẳng theo từng tháng, để rồi tình cảm của Hạ Sơ và Lương Mục Trạch càng trở nên bền chặt hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!